Em nói cuối em hỏi thầy. Đây là bạn Kiết nè. Vũ. Nói gì đi Vũ. Không có gì. Không có gì để nói. Đây là ai đây? Ngày 20 tháng 11 mạnh khỏe. Không có gì đó. Thầy mạnh khỏe không có rẻ, có nghĩa là thầy rẻ đầy luôn. Qua ngày là thầy bánh nhiều rẻ. 20 tháng 11 thật vui thầy. Thầy, bây giờ em nói cái nè. Em yêu thầy quá. Không, mình chơi kiểu khác đi, đi gió kiểu khác đi. Đi gì kiểu gì đi. Phải chịu chịu chút. Bây giờ mới hôn vô. Đang quay. Đang quay. Thôi chứ lát. Giờ ôm giờ ghê lắm. Ôm giờ nguy hiểm lắm. Hôm nay thầy sẽ thầy mới lộ. Không chín. Đây ai đây? Ba. Ba. 20 tháng 11. Lớp này lớp nhà thầy vô. Ai đây? Thịnh. Làm gì? Nhậu tè ga thầy. Nhậu đẹp ga đúng không? Là hôm nay là không say không về phải không? Không say không về. Ai đây? Nói lớn lên ai đây? Duy. Hôm nay anh Duy có ý định là mời mọi người một bài hát đó. Mọi người chuẩn bị đi nha. À chuẩn bị rồi tôi. Rồi anh gì đây? Ai đây ai đây? Nói lớn lên, nói lớn lên. Trung. Không say không về. Ủa Trung có ý định gì không mà sao Trung nói giờ nhậu say không về? Say không về. Say về không lái đi bảo rồi. Đây ai đây? Đi bảo rồi. Phước này ơi. Phước làm gì? Không biết này. Rồi vô đi vô. Là Vũ, em có gì không? Không em có ý muốn gì không? Em mời thầy lên. À, vô đi. 1, 2, 3, vô. Rồi, cảm ơn em. Đây là người đẹp nhất nè. Đẹp trai nhất nè. Ở áo màu hồng luôn á. Ghê chưa? Gì đi? Thầy, mình gửi đi đâu thầy? À, mình gửi đi nước ngoài đi. Gửi nước nào? Mình gửi tới Angola. Rồi đây ai đây? Em thầy. Em tên gì? Em tên Thức thôi. Em tên Thức. Em có ý nguyện gì không? Không thể ta được như thầy. Chắc chú hồi phải mời Thức một ly quá. Hello. Tới bên ý nguyện gì đàn hơn thầy. Thấy mình chọn cho mình mẹ số mình là 001. Mình thích ăn cái gì chuyên nguyện thiên nhiên. Phụng nói gì đi, Phụng nói gì đi. Xin mời quý vị đến với về miền Tây chấm kem. Hello. George. Speak something. Speak something you like. Được chưa? Chia với thầy kìa. hợp lý không? Ở đây chúng ta có một bạn rất là dễ thương. Em biết dễ thương mà thầy. Phải là nói người bao trai vô là. Dạ chúc thầy 20 tháng 11 hạnh phúc vui vẻ và có nhiều cô gái theo đuổi thầy nữa. Rồi cảm ơn em. Có nhiều bây giờ nhiều không? Chúc gì nghe.